Ngày 20 tháng 3, Công an xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, Kiên Giang đã tiến hành vây bắt ổ đá gà ăn tiền tại ấp Kiên Sơn, xã Kiên Bình. Tại thời điểm trên, có 2 con gà đá trên sân với trên 30 người tham gia bắt độ. Khi thấy lực lượng chức năng, nhóm này tháo chạy, để lại hiện trường 5 con gà đá và một số vật dụng có liên quan. Lực lượng công an truy đuổi, tạm giữ 7 người cùng trên 20 xe máy. Tại cơ quan công an, những người này khai nhận thường điện thoại bắt kèo và hẹn địa điểm để đá gà. Mỗi độ đá có số tiền ăn thua từ 500.000 đến 2 triệu đồng. Đây là ổ đá gà được tổ chức thường xuyên, thu hút rất đông con bạc tại địa phương và một số địa bàn lân cận tham gia.